Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ gì? Vậy thứ nhất là chúng ta sẽ chọn cái chú bé này. Như vậy với cô bé này thì các bạn thấy là nền của chúng ta là nền trắng. Nó rất là thuận tiện để chúng ta chọn đối tượng. Như vậy các bạn sẽ tạo cho thầy một cái file mới có kích thước bằng file n. Và các bạn sẽ chọn chú bé đưa qua. Như vậy công cụ đơn giản các bạn chọn là dùng cái Megit. Bởi vì do cái nền của chúng ta nó là nền trắng. Và Ctrl Shift Y. Tại vì sao? Vì ở đây cái viền bên ngoài các bạn, nó làm sao? Nó không cùng màu với lại cái viền trắng ở bên trong. Cho nên là các bạn lại bị thêm một cái vùng tròn ở bên ngoài. Vậy thì chúng ta trừ đi bằng cách là nhấn phím Alt Tab và vẽ từ ngoài vẽ vào. Trừ. Như vậy là mình đã bỏ được những cái đường biên rồi. Đấy, phần còn lại của chúng ta là chú bé. Ctrl C. Ctrl V. Và chúng ta sẽ tạo nền. Nền như lúc nãy thầy nói rồi. Chúng ta sẽ dùng gradient. Và ở đây cái góc, các bạn có thể là tạo một cái góc không nhất thiết là phải giống hoàn toàn, mà nó là dùng hình dạng của cái đối tượng này. Như vậy thì cái tâm là từ ở phía sau khuôn mặt của cậu bé này chúng ta kéo ra. Như vậy các bạn sẽ tạo cho thầy một cái layer mới, và layer này phải nằm sau layer 1. Và các bạn chọn tô màu gradient, nhớ chọn kiểu tô. Kiểu tô này người ta đã định nghĩa sẵn. Nếu nó không có thì các bạn sẽ quay trở lại đây, các bạn reset gradient, tức là nó cập nhật lại những cái màu mà người ta đã định nghĩa cho mình. Được chưa? Đó. Rồi sau này mình muốn định nghĩa lại thì mình có thể click vô đây để mình chọn định nghĩa lại cho từng cái màu tô mà mình mong muốn. Và các bạn có thể kéo từ trong ra, nhỏ đúng không? Mình không thấy rõ được cái bên trong thì kéo rộng ra tí xíu nữa, vẫn còn nhỏ. Các bạn kéo xuống dưới này. Đó, như vậy. Đến khoảng cái tay của em bé là vừa. Đấy, được chưa? Như vậy, các bạn có thể là kéo cho nó nhỏ rồi các bạn nhấn Ctrl T để các bạn di chuyển nó. Còn cái này mà khi mà mình đã làm ra đến đây rồi là tự động nó bị vỡ rồi. Mình không có thay đổi được gì hết. Như vậy thì chỗ này bạn có thể là tô nhỏ thôi. Rồi Ctrl T. Kéo cái kéo cái hình này ra. Đấy, như vậy các bạn thấy là cái đối tượng của chúng ta đã được tô màu ở bên sau. Hả? Rồi, tiếp tục là do chúng ta tô nhỏ mà chúng ta kéo lớn mà nó bị. Như vậy chúng ta sẽ tạo tiếp cái gì nữa đây? Đưa cái file qua. Được chưa? Rồi, cái file, chúng ta sẽ lấy cái file xuống. Bây giờ công cụ để lấy cái file này các bạn sẽ lấy như thế nào? Lúc nãy thầy có nói với các bạn là công cụ pen. Chúng ta sử dụng công cụ pen. Mục đích của chúng ta là vẽ một cái đường, thì người ta gọi là path, là đường dẫn. Thì khi các bạn làm công việc này, nó sẽ cho các bạn cái đối tượng mới ở bên cái thẻ path này. Chú ý nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Như vậy với công cụ này, nó sẽ có được cái đối tượng như thế nào? Thầy giả sử thầy làm việc với một cái file mới.
với cái này khoảng cỡ 500 luôn để chúng ta dễ thấy. Rồi với cái file này chúng ta sẽ có đường path nè. Khi mà chúng ta click chuột xuống không làm gì cả thì nó là một điểm. Click chuột điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, điểm thứ năm thì nó tạo ra cho chúng ta cái hình ở dạng là gì? À, đa giác, không có đường cong nào cả. Nhưng nếu trong trường hợp mà các bạn click chuột và các bạn di chuyển, chuột giữ luôn và di chuyển, click chuột nhé, kéo lên, thả. Như vậy thì cái đường mà chúng ta nhìn thấy ở đây nó không phải là cái đối tượng chúng ta vẽ, mà nó chỉ mới là tiếp tuyến. Còn nhớ tiếp tuyến là gì không? Hay là đến đây là trả lại cho thầy rồi. Rồi, và chúng ta click chuột một điểm ở dưới này, chúng ta kéo lên. Các bạn thấy có nhiều cái đường thừa nè. Thứ nhất là đường trên này, thứ hai là cái đường này, được chưa? Đó. Và cái tiếp tuyến ở phía dưới này, đường cong của nét thứ nhất và đường cong của nét thứ hai, giả sử thầy click chuột đây một điểm nữa thì nó tự động nó cong theo hướng này. Đó là hai tiếp tuyến này của chúng ta, nó đi theo với nhau. Và các bạn muốn điều chỉnh lại từng điểm thì các bạn nhấn Ctrl và các bạn đưa chuột vô list. Nếu các bạn không nhấn Ctrl, các bạn đưa vô đây là nó có biểu tượng là dấu trừ nè. Dấu trừ tức là bỏ đi đó, bỏ cái điểm này đi. Ctrl Z. Và chúng ta nhấn Ctrl để chúng ta có thể là thay đổi cái độ dài và cái hướng của cái tiếp tuyến này. Và nếu như các bạn muốn chuyển hướng tiếp tuyến luôn thì các bạn nhấn phím antenna và kéo lên, phím alt đó, kéo lên và nhấn Ctrl kéo luôn cái nút này lên cho thầy. Làm gì nữa, nhấn Ctrl để xoay cái nút này lại, xoay cái tiếp tuyến lại, xoay tiếp tuyến này lại. Chúng ta đã có được gì? Đấy, như vậy các bạn thấy là sau khi mà mình đã vẽ đường path xong thì chúng ta có được cái hình dạng của một cái đường cong và theo ý của chúng ta. Chúng ta muốn nó đi đâu là nó đi đó. Như vậy với một đối tượng mà khó lấy đường biên, nhất là những đối tượng mà các bạn chụp hình lấy vật mẫu, ví dụ như là chai, lọ hoặc là các cái bình bông, bình hoa đó, thì khi các bạn chụp hình ở phía sau con nền và các bạn chụp đối tượng, nếu như mà đối tượng cái nền của nó mà xám, không bị hắt sáng á, thì không sao. Nếu như các bạn chụp mà có được công cụ hỗ trợ là đèn flash hoặc là dù, các bạn hiểu về chụp dù không? Chụp dù chụp sáng. À, ánh sáng của dù nó sẽ khoảng từ cái đèn flash vào một cái dù trắng, và ánh sáng đó nó ngược lại đối tượng chúng ta thì đối tượng nó sẽ không bị lóa. Và trước đây người ta gọi là salon dù á, là chụp hình chân dung cho nó đẹp mặt á, là nó không bị tối bất kỳ một góc nào. Như vậy người ta để góc dù bên trái, góc dù bên phải và chiếu qua hai bên. Bình thường chúng ta chụp chân dung, chúng ta chụp vô thì cái đèn flash chúng ta nó đánh được mặt ngoài thôi, còn hai cái má nè, hai cái nọng hai bên nè, nó bị tối đó. Như vậy người ta sẽ dùng hai cái flash. Như vậy thì đối với lại chúng ta chụp tĩnh vật, nếu như các bạn chụp mà đối tượng nó có cái màu tách so với màu nền thì không có vấn đề gì, nhưng mà cái màu trắng á thì các bạn có thể là bị đèn nó đánh vào chỗ này không thấy đối tượng luôn. Không thấy, tí nữa thầy sẽ chỉ cho các bạn một cái bài mà các bạn không thấy đối tượng đâu cả. Và các bạn chọn với bất kỳ công cụ nào nó cũng không tiện bằng dùng pen đó. Cho nên là đối với lại pen các bạn phải chú ý, nếu như bạn nào mới dùng thì đây thực sự rất khó. Bởi vì lúc mà các bạn click chuột không kéo, lúc thì click chuột kéo, khi nào kéo, khi nào không. Đấy, như vậy thì với bạn nào mà thực sự các bạn làm chủ được nó rồi thì các bạn dùng cái này nó mới dễ. Còn nếu không
thì đó là một điều cực kỳ khó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng bend đơn giản hơn bằng cách các bạn với cái phao này các bạn sẽ chia cho thầy nhiều cái điểm, mà cứ hai điểm là nó có thể tạo được một cái đường cong. Cho thầy đây một điểm, lít chuột bên này một điểm. Như vậy việc này dễ không? Chỉ là lít chuột thôi. Dễ à. Và các bạn đưa vô giữa này, nó có biểu tượng của dấu cộng. Các bạn lít chuột thêm một điểm nữa. Dễ không? Dễ. Nhấn Ctrl xuống, được không? Được rồi, lít chuột ở đây kéo ra. Kéo tiếp tuyến này ra. Nhấn Ctrl giữ luôn, kéo tiếp tuyến này ra. Như vậy chúng ta đã tạo được cái đường cong bao quanh này. Rồi đến đây, click chuột cái nữa, thêm điểm giữa và nhấn Ctrl xuống kéo ra. Đấy. Và đến bên này, chỗ này bản thân nó là đường cong, nhưng mà chúng ta mới lấy chuột thì nó là đường thẳng. Chúng ta lại thêm một điểm giữa, không có nhấn phím gì hết, và nhấn Ctrl xuống kéo ra. Như vậy chúng ta có thể nhấn Ctrl và điều chỉnh các cái nút này. Đấy. Và chúng ta kết thúc dấu tròn. Và khi kết thúc thì tất cả các cái điểm nó biến mất. Tất cả các cái điểm mà để điều chỉnh nó biến mất. Vậy chúng ta làm sao đây? Chúng ta nhấn Ctrl và click chuột vô cái đường dẫn lại. Và bắt đầu nó xuất hiện các điểm để mà điều khiển lại. Chúng ta click chuột ở đây, nhấn Ctrl kéo ra. Đấy, như vậy các bạn có thể là đã chủ động làm được một cái đường dẫn của chúng ta mà không có cần cầu kỳ lắm, và các bạn sử dụng rất là đơn giản, không cần click kéo gì hết. Antenat là khi nào mà chuyển cái hướng của cái tiếp tuyến thì chúng ta mới dùng đến. Còn đối với lại cái thực hành này thì các bạn chỉ cần dùng Ctrl là đủ đó. Như vậy chúng ta Ctrl Enter, chúng ta đã chọn được cái đường dẫn để bao quanh. Ctrl C và qua đến đây chúng ta Ctrl V, xây đối tượng này lại. Chú ý ở cái chỗ mà hồi nãy thầy nói là tại sao mà các bạn bạn đấy dùng thông minh đó, thì các bạn chú ý giùm thầy là bây giờ nhiệm vụ của mình là làm gì. Nhiệm vụ của mình là sẽ đưa cái phao này ở cái dạng là một nửa phía trước, một nửa phía sau. Nửa phía trước, một nửa phía sau. Vậy thì các bạn thấy là lúc nãy bạn của mình làm như thế nào? Hả? Đó, đưa lên đây. Nè. Rồi bắt đầu chọn cái chỗ này mà cái chỗ mà rất quan trọng nè. Mà mọi người chú ý là mình làm nó sẽ thuận tiện nè. Bạn ấy làm gì? Đó không phải là yếu tố cần phải chú ý. Để làm gì? Đấy mới là vấn đề cần quan tâm. Tức là khi các bạn dùng tẩy, dùng gom để các bạn tẩy đối tượng này đi. Nhưng mà nếu các bạn để bình thường á thì nó sẽ tẩy phạm ra phía ngoài này nè, phạm ra hai bên này nè. Mà chúng ta chỉ cần che là che ngay cái chỗ cái hình ảnh này thôi, chỗ cái tay này thôi. Và chúng ta xóa phần này thôi, không cần xóa đây thôi. Đấy, cho nên là phải lấy đối tượng của cậu bé lại thì chúng ta xóa bên trong thôi, thì nó sẽ tiện cho chúng ta hơn. Như vậy các bạn thấy là mình sẽ làm, nhưng mà mình không xóa, mình sẽ sử dụng mặt nạ, thì nó có gì khác hơn hay không? Rồi bây giờ thầy sẽ tạo mặt nạ cho cái layer này. Và thầy cũng lấy vùng tròn của cậu bé. Bây giờ mình sẽ dùng cọ để mình vẽ màu. Vẽ màu gì trên mặt nạ đây?
À, màu đen. Các bạn sẽ vẽ màu đen trên cái vùng tròn của chúng ta. Vùng tròn bây giờ là đang cậu bé nè. Đó, mình vẽ màu đen. Đó, cái chỗ tay này mình vẽ thoải mái luôn. Lý do là gì? Nó có vùng tròn của cậu bé rồi, mình không cần phải suy nghĩ nữa, Ctrl H mình xem là nó hợp lý hay chưa. Nếu nó hợp lý thì dừng, mà nó chưa hợp lý thì chúng ta điều chỉnh tiếp. Vậy các bạn thấy là lấy vùng tròn này của cậu bé là một điều lợi thế cho chúng ta khi mà chúng ta vẽ qua cái chỗ bàn tay, chỗ cánh tay của cậu bé này, được chưa? Và như vậy thì các bạn thấy là với cái hình này và chúng ta có cái màu xanh. Màu xanh của bạn mình làm như thế nào? Cắt màu xanh qua. Rồi làm gì nữa? Lấy cái màu đỏ đổi thành màu xanh đúng không? À, đúng rồi. Có một cách khác là chúng ta lấy màu đỏ làm luôn, đổi cái màu đỏ này thành màu xanh. Ctrl C. Ctrl V. Có nhiều cách làm. Như vậy đây cũng là một cách để mà chúng ta sử dụng. Như vậy thì đối với lại một đối tượng mà chúng ta muốn chuyển đổi màu sắc thì các bạn có những công cụ như thế này. Thứ nhất, được rồi, Ctrl U. Thứ hai, Ctrl M, sao nó không lên. Các bạn có thể dùng Effect. Đây. À, nó sẽ có cho các bạn một là công cụ Hair Station hoặc là Color Balance. Đó, được chưa? Như vậy ở đây thì cũng là cái nhiệm vụ của chúng ta là thay đổi màu sắc cho một đối tượng, nhưng mà nó thay đổi cả bức ảnh. Thay đổi cả bức ảnh. Lấy vùng tròn sao? À, lấy vùng tròn của cái layer này thôi. Thực chất thì nó cũng ảnh hưởng đến những layer sau, nhưng mà chỉ nay tại vùng tròn. Đó, thì các bạn chú ý chỗ này. Vậy chúng ta có thể dùng ở đây phần Image Adjustment. Và trong này có những công cụ là Ctrl U, Ctrl B. Là hai công cụ mà chúng ta thường sử dụng nhất để thay đổi cái màu sắc cho đối tượng của chúng ta ở đây. Như vậy đó, các bạn thay đổi, nó chỉ thay đổi laser thôi, nó không ảnh hưởng đến cái màu sắc của các đối tượng khác. Thì ra như vậy các bạn có thể là thay đổi màu sắc ở đây đó. Được chưa? Đó là một cách. Một cách khác, Ctrl B. Các bạn thay đổi màu sắc. Như vậy thay đổi màu này là đơn màu, bạn thay đổi một màu nào đó thôi. Còn cái mà Ctrl U lúc nãy là các bạn thay đổi tổng quan, và sau đó các bạn thay đổi độ sáng, độ tối, độ đậm, độ nhạt. Như vậy cái này là mình thay đổi tổng quan luôn. Được chưa? Như vậy thì nếu như mình thay đổi theo kiểu như thế này thì màu của chúng ta ra nó sẽ không đẹp, không đúng theo ý. Mà chúng ta có thể là sử dụng lại cái hình ảnh màu xanh và chúng ta ghép lại. Đó là tùy của chúng ta. Rồi các bạn có thể là chọn theo cái kiểu là chúng ta dùng pen. Chúng ta sẽ kéo những cái đường. Đó, kéo những đường cong. Chú ý là khi mà chúng ta làm đó, nếu như trường hợp mà bạn lấy chuột ở đây mà nó không có cái liên kết là bạn bị mất cái liên kết với lại cái đường dẫn cũ. Bây giờ làm sao? Chúng ta sẽ cần trên Z và chúng ta đưa con trỏ vô đây nè. Nó có biểu tượng mà mắc xích đó. Đây, biểu tượng này nó giống như là bị đứt, mình nối lại á. Thì các bạn đưa chuột vô. Và ra đây chúng ta vẽ tiếp.
thì nó sẽ tạo một cái đường liên kết với lại đối tượng cũ của chúng ta. Rồi, rồi chúng ta kết thúc ở đây. Control Enter, Control C, Control V. Rồi làm gì nữa? Control G, Control T, đối xứng qua. Được chưa nào? Khi mà các bạn đối xứng qua xong, nhiệm vụ của chúng ta là phải làm mờ hai đối tượng này lại để cho nó hòa trộn vô với nhau. Làm mờ bằng cách nào? Chúng ta có thể dùng gom, dùng tẩy. Bởi vì đường nào chúng ta cũng gom hai cái layer này lại với nhau thì chúng ta không cần phải làm phức tạp. Kéo cái hairnet này xuống và dùng gom bôi bớt đi. Rồi, như vậy là chúng ta đã thấy nó hòa trộn với nhau rồi. Bản chất thực sự của nó là cái layer trên nè, nó mờ mờ thôi. Nó mờ mờ mà nó hòa trộn vô cái layer dưới. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn hai layer này và chúng ta click chuột phải chọn merge layer mà hai layer nó trở thành một thôi. Và bây giờ các bạn có một layer duy nhất. Được chưa? Một layer duy nhất. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ nữa là gì? À, cho cái chân của cậu bé này vô trong. Cho cái chân vô trong này. Như vậy cũng làm tương tự như lúc nãy. Chúng ta sẽ làm gì đây? Tương tự như lúc nãy, lấy vùng tròn của cậu bé và làm gì đây? À, các bạn tạo cái layer mask trước đi để mình làm cho nó dễ. Layer mask, rồi lấy vùng tròn của cậu bé. Bên phía layer mask chúng ta sẽ tô màu đen. Rồi, được chưa? Đấy, Ctrl D. Và việc mà các bạn ghép cái chữ này vào, thì bình thường chúng ta sử dụng chữ, chúng ta đã tạo được cái layer test rồi ha. Chúng ta đã tạo được cái layer test rồi. Swimming. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng cho chữ, làm cho chữ nó cong. À, sa được chưa? Đó, các bạn sẽ làm chữ cho nó cong lên. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cho chữ nó cong. Vậy nó cong ở đâu? Test và chữ T. Được chưa? Và các bạn tròn ở đây cong. Như vậy các bạn có thể điều chỉnh cong lên, cong xuống. Chúng ta điều chỉnh ở đây. Đó. Rồi, sau đấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái gì? Blending option. Để chúng ta cho độ dày của cái đối tượng này lên. Đó. Chúng ta cho độ dày nó lên. Impulse. Và cái màu, nếu như các bạn muốn cho cái màu nó khác, mình thay cả cái màu luôn. Các bạn chỉ có việc làm gì? Color overlay. Các bạn có thể chọn một cái màu khác để các bạn thay đổi cho cái màu của cái chữ ở bên trong. Đấy, như vậy các bạn có thể là chọn một cái màu khác mà mình thích. Được chưa nào? Như vậy thì bản thân mình đã hoàn thiện được cái bài tập của chúng ta. Các bạn nào có ý kiến gì nữa không?
Rồi các bạn sẽ giúp thầy làm lại với cái nội dung mà chúng ta đã có ở trên Facebook với các cái hình gốc này.